Chào các bạn, trong video này iHelp Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng PhoneSafe. Tính năng tiếp theo mình muốn hướng dẫn đó là tính năng chống trộm. Các bạn mở ứng dụng ra, chọn mục chống trộm hình chiếc khiên. Sau đó thì tính năng chống trộm các bạn bật lên on như này. Hiển thị các cái chi tiết tính năng, các bạn bấm kích hoạt để đồng ý. Như vậy là xong, tính năng chống trộm đã được kích hoạt thành công. Thì với tính năng này, khi các bạn muốn tìm máy hoặc là bị mất máy chẳng hạn, các bạn có thể kích hoạt đổ chuông này, hoặc là mất máy thì có thể xóa cái thông tin thiết bị từ xa, hoặc là các bạn thiết lập mật khẩu để khóa máy. Thì cách sử dụng như nào? Ở đây chúng ta có hai cách.